rất xa mà đường ấy lại khó đi. Ôi dồi ôi, rồi các bạn ơi, đấy các bạn nhìn đi, xòe rồi nhá. Đích thị là xòe, may chưa xuống máng nhá. À, vừa ăn cú phè ở cái đường này rất khó đi xe máy các bạn ạ. À, mình quyết định không đi xe máy nữa nhá. Đi bộ. À, bây giờ lại chạy theo các bạn nhá. À. Đây các bạn thấy tôi đang phải chạy theo. Phải bắt tài xế. What the hell? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Okay. Xin chào tất cả các bạn nhá, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Trong video ngày hôm nay không phải là những chiếc xe ô tô máy xúc nữa. Ngày hôm nay các bạn cùng với tôi gặp lại những bác tài xế công nông vô cùng là quen thuộc và đáng yêu nhá. Bây giờ các bạn cùng với tôi đi theo chiếc xe công nông và bánh chở vật liệu xây dựng. Không phải là vật liệu xây dựng mà là chở gạch vỡ ra ngoài cái trang trại ngoài này các bạn nhá. À, sắp sửa đến mùa gặt lúa rồi các bạn nhé. À, lúa đã đổ bông và đang có hiện tượng có cả màu chín rồi. Con đường này nó khá là xấu và bụi. Con đường này rất xấu nên nó rất bụi các bạn nhá. Đây là mình không thể bám sát nó được. Rất là xa rồi các bạn nhé. Có lẽ là sẽ đi vào cái con đường rất xấu ở đây các bạn nhé. À, con đường này phải nói là nó rất bé. Chúng ta lên đi chào tài xế cái. Chào xem chưa? Đi vào đây á, đi đường xấu này á. Ôi, đường này thì khó đấy. Đường này dễ bốc cứ đàn vã lắm. Không ai hỗ trợ. Cứ một mình tí lại hẻo ở trong này bố mẹ. À, giới thiệu các bạn, còn xe này được lắp động cơ 24 các bạn nhá. À, thông số lốp trước của em nó là 500/12. Đấy, và đây ra xem lốp sau nào. Các bạn cùng tôi ra đây. Đấy, con này lốp sau là 600/14 các bạn nhé. Ngày hôm nay thì một cái công trình đang phá dỡ nên là gạch sẽ được chở ra ngoài cánh đồng ngoài đó các bạn nhé. Chuẩn bị đi vào cái con đường khó này nên phải là bắn bi thuốc lào cho đầu óc nó tỉnh táo. À, chờ đợi đồng đội ra các bạn nhé.
để hỗ trợ nhau trong cái con đường này. À, các bạn có thể thấy cái con đường đi vào trong này nó ngang với cả đi Tây Trúc Thỉnh Kinh các bạn nhá. Cái đường này nhìn trông vậy thôi mà nó khó đi lắm ấy. À, các cái cống này ngày xưa hồi bé mình hay ra ngoài này tát cá lắm nhá các bạn nhá. Đấy, trong các cái cống này rất nhiều cá rô. Đây rồi. À, chúng ta lại gặp lại anh Duệ tài xế công lông. Hai chiếc xe công lông này có cấu hình tương đương nhau các bạn nhá. Mình lên đi xe máy và ghi ông hay là đi bộ các bạn ạ. À, tiếp tục một chiếc xe nữa các bạn nhá. Ui, ngày hôm nay có đến 3-4 xe công nông chạy ở đây. À, để tác nghiệp được ở cái đường này nó rất khó các bạn nhá. Vì là đi vào rất xa mà đường thì lại khó đi. Ôi dồi. Ôi dồi các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn đi. Xòe rồi nhá. Đích thị là xòe may chưa xuống máng nhá. À, vừa ăn cú xòe ở cái đường này rất khó đi xe máy các bạn ạ. À, mình quyết định không đi xe máy nữa nhá. Đi bộ. À, bây giờ lại chạy theo các bạn nhá. Đây, các bạn thấy tôi đang phải chạy theo hai bác tài xế. À, các bạn thấy khung cảnh quê mình có đẹp không? Cái đồng rất đẹp nhá. Con đường này nó chưa được có người đi. Rất lâu rồi không có người đi nên ra là cỏ mọc um tùm các bạn nhá. Đuổi theo các bác ấy mệt quá. Bây giờ mới có thời gian để ngắm lại cái cánh đồng các bạn nhé. Cánh đồng lúa vô cùng là đẹp mắt. À,
À, vừa nãy thì mình có đi bằng xe máy nhưng mà đã bị xòe ở đây các bạn nhé. May mà công nghệ có nghệ cao cường nên là mình đã nhảy ra. Phải nói là cái con đường đi làm clip ngày hôm nay là vô cùng là gian nan các bạn ạ. À, con này cấu hình cũng tương tự con kia, à, được trang bị lúc sau là 694 các bạn nhé. Những chiếc xe công nông này được trang bị một số với cả cầu ô tô các bạn nhé. Con này được trang bị cầu 2 tấn. Trong thời gian chờ đợi, các bác tài xế đang đi thăm dò để cái con đường đi nó dễ dàng hơn. Chờ đây các bạn ạ. Ở đằng xa kia có một chiếc công lông ba bánh đang lùi vào đây các bạn nhé. Hiện tại là công trình đang có 3 chiếc xe công lông. Các bác tài xế phải bám sát nhau các bạn nhé. Thì bám sát nhau thì mới có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Rồi men ở đây rồi. Sẽ được đổ ở cái con đường này để đổ đá bay các bạn nhé. Vừa rồi là pha đổ ben vô cùng đẹp mắt của hai chiếc xe công lông ba bánh chở một khối đất với cả gạch ra đây các bạn nhé. Đây các bạn thì thấy là gạch đá và đất được đổ ra đây. Đấy, bây giờ là một thân một mình lại phải lóc cóc để đi bộ về đằng kia để lấy xe các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy giúp đỡ cho mình bằng cách là ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ những video của mình nhé. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình phải đi bộ về đằng kia. Chặng đường đi bộ là khá là xa các bạn ạ, nó phải lửa cây số mất các bạn nhé. Ở bên ngoài cái con đường này là một bác tài xế đang lùi vào đây. Không biết là có bị mắc kẹt ở đấy không, có bị mắc lầy ở đấy không mà chưa thấy vào. Đây, các bạn cùng với tôi vừa đi vừa ngắm đồng ruộng vậy nhé. Lúa đã sắp chín đến nơi rồi. Đấy, nhiều bông đã bắt đầu ngả vàng rồi các bạn nhé. Đi ở đây lại nhớ đến cái thời thơ ấu của mình các bạn ạ. Đấy, ngày nào cũng ra ngoài này mò cua bắt cá ở đây. Đấy, kể lại các bạn là cái thời ngày xưa bọn mình nhá, thì ở đây nhiều cua cá lắm. Nói các bạn không tin nhưng còn ngày xưa ngày mình có thể móc được 200 cua một buổi sáng các bạn nhá. 200 cua đấy. Đấy, ở các cái con mương này rất nhiều cua. Các bạn có thể thấy làm cái video nó cũng khá là vất vả. Phải đi theo lầy lội về trong các cái khu đường như thế này. Con đường nó không hề là đơn giản.
Thôi video khá là dài nhá các bạn nhá. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Mình xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn các bạn các nước trên thế giới cũng đã ủng hộ mình rất nhiều. Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel. Thanks so much. Goodbye. Vỗ tay, vỗ tay.